Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh video ăn uống và bữa ăn của Phú nha. Hôm nay Phú mời mọi người cùng ăn sầu riêng với lại xôi sầu riêng của Phú nha. Đến hẹn lại lên tới mùa sầu riêng, Phú phải múc ban sầu riêng cho mọi người. Không nói nhiều nữa, Phú mời mọi người ăn và cùng trò chuyện Phú nha. Nước này Phú uống nước lọc thôi nha mọi người. Là cái chén nước sốt xôi sầu riêng của Phú nè mọi người. Phú sẽ chan lên nha. Ăn tới đâu Phú chan tới đó nha mọi người cho nó đỡ bị yểu. Nhìn ngon quá. Mời mọi người nha. Tính ra là lần đầu tiên mà Phú ăn xôi sầu riêng luôn đó mọi người. Kiểu mà xôi sầu riêng mà có cái nước sốt này nè, là lần đầu tiên ăn luôn á. Chấm như này. Xôi dẻo dẻo, còn cái nước sốt thì nó ngọt ngọt, nó béo, thơm cái mùi sầu riêng mọi người. Ăn chung mấy cái miếng dừa cộng này thì nó giòn giòn sực sực. Ăn thêm miếng nữa thì Phú sẽ chuyển sang ăn sầu riêng nha. Ngon béo thơm mùi sầu riêng quá. Nó béo, nó thơm mọi người ơi. Cái muối này hạt lép mọi người. Quá đã thèm. Đến hẹn là lại lên nha mọi người. Tới mùa sầu riêng Phúc phải múc ba ăn sầu riêng một lần. Năm nay thì Phú ăn chung với lại xôi sầu riêng nha mọi người. Năm ngoái thì Phú nhớ không lầm Phú ăn nha chè Thái. Sầu riêng với chè Thái.
Hôm nay Phú mua là 3 phần xôi sầu riêng nha mọi người. Và một phần người ta bán như Phú là 30 ngàn nha mọi người. Phú mua 3 phần là 90 ngàn nha. Một phần 30 ngàn ăn cũng rất là chất lượng mọi người. Link Facebook của cái chị này chị này thì chị bán ở trên Facebook nha mọi người. Phú cũng sẽ để link Facebook của chị này ở dưới phần mô tả cho những bạn nào mà cùng quê Phú có thể đặt mua ăn nha. Còn sầu riêng bên đây thì Phú mua ở dừa nha mọi người, dừa sầu riêng. Hôm qua người ta bán cho Phú là 1 kg là 80 ngàn nha mọi người. Thường có thấy giá sầu riêng nó dao động. Và cái trái này hôm qua Phú mua là người ta cân là 3 kg mà. Là 240 cho cái trái sầu riêng bên đây của Phú nha. Phú thấy sầu riêng thì giá nó dao động mọi người. Rồi có chỗ này người ta bán 80, có chỗ kia người ta bán 70, có chỗ thì bán có 60 ngàn mọi người. Mà tại Phú quen chỗ này người ta là chuyên bán về sầu riêng đúng mọi người, là một cái dừa sầu riêng luôn. Nên Phú mua quen nha, Phú vô đây Phú mua. Người ta nói Phú hôm qua là giá là 85 đó mọi người, hôm nay thì sụt xuống là 80. Vài bữa nữa Phú nghĩ là sẽ sụt xuống nữa mọi người. Không biết Phú up video này khi nào nha mọi người, nhưng mà thời điểm Phú quay video này là hồi cuối tháng 6. Cuối tháng 6 rồi tháng 7. Mà ăn rất là chất lượng mọi người. Phần của Phú bây giờ nó ngập tràn cái mùi sầu riêng. Cô sẽ xé thịt sầu riêng cô bỏ lên trên cái xôi này cô ăn kèm nha. Béo đỉnh cao luôn mọi người. Cái nước sốt sầu riêng bên đây nó đã béo, nó đã kẹo, nó là thơm cái mùi sầu riêng rồi, với lại có nước cốt dừa nữa mọi người, cho nên nó béo nữa. Cộng thêm cái sầu riêng tươi của Phú bỏ vô đó mọi người.
mấy cái hộp này nè mọi người. Phúc sẽ để dành Phúc luộc. Phú với mẹ Phú là rất là thích ăn hộp sầu riêng mà luộc đúng không mọi người? Rửa sạch rồi luộc lên ăn rất là bùi luôn. Hình như xôi sầu riêng lần đó Phúc có ăn một lần hay gì đó mọi người, nhưng mà kiểu là cái xôi xôi khô luôn mọi người, nó không có nước sốt rồi ăn chung với sầu riêng hay gì đó. Và mà xôi mà có nước sốt sầu riêng này thì lần đầu tiên Phúc ăn. Phúc thấy trên mạng người ta còn có bả bán xôi xoài, xôi mít nữa mọi người, để bữa nào có dịp Phúc sẽ mua ăn. Mời mọi người ăn miếng cuối cùng Phú nha. Miếng này hơi bự nha mọi người. Phương đã ăn xong rồi, cảm ơn mọi người đã xem video đó nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.